test thử con máy cán màng. Cắt tự động nha. Cái phần lót giấy này mình sẽ dùng tay mình để khoảng cái chừng mười mấy 20 tờ để cho nó lót được nha. Con này là xài bình hơi. Trứng này nó xài bình hơi. Đây tổng thể máy. Còn con bên này là máy cán màng 390. Con này thì đẩy tay. Con này thì lót giấy tự động. Mình những cái này mình sẽ để xéo xéo như thế này để cho nó cuốn được giấy nha. Cái này thật sự luôn là nó tiết kiệm được nhân công khá là nhiều. Tăng tốc lên. Lưu ý nha, cái chỗ này nè. Đó. Nó giấy nó hụt là nó lót không được.